Mời cả nhà cùng ngày hôm nay cùng vào bếp với mình nha. Thì ngày hôm nay nhà mình sẽ ăn cơm với cá nâu kho ạ. Và rau muống xào tỏi nha cả nhà. Thì hai cái món này phải nói là cực kỳ đơn giản mà dễ làm luôn cả nhà ơi. Rau muống này thì mình mua ở ngoài chợ nha, mình cũng không có lặt gì nhiều ạ. Mình cắt bỏ cái rễ thôi, sau đó mình rửa sạch nha. Không biết làm sao chứ mình ăn rau muống theo cái kiểu á mà có lá có cọng gì ngon nè, thì cũng sẽ có tùy trường hợp nha, mình cũng sẽ lặt lá bớt ạ. Còn nhân nhà mình thì như thế này nha cả nhà. Dạ. Đây à cả nhà ơi, thì nấu thêm nồi cơm chắc nước nữa nha. Mình không biết làm sao chứ mình đam mê nước cơm dữ lắm. Nấu cơm chắc nước là mình đợi sôi ụt lên vậy nè. Tùy gạo nha, gạo nhà mình nó thì cũng hơi khô cho nên mình đợi cái hộp gạo nó hơi nở nở cái là mình chắc được rồi cả nhà. Nước cơm mà ăn với cá kho cả nhà ơi, phải nói nó ngon gì đâu á. Thì đây là cái món đam mê của mình luôn á. Nhưng mà thời gian thì không có cho phép cho nên thỉnh thoảng mình mới nấu mấy món này thôi ạ. Thì cả nhà sao, cả nhà mình có thường ăn cơm với nước cơm không? Nước cơm mà nấu mà bằng bếp củi á, nó ngọt sẽ ngon hơn bếp ga nha. Nhưng mà mình ở đây á, thì mình ở chỗ nha, mình sẽ nấu bằng bếp ga. Cộng thêm bây giờ nhà mình còn hai con cá nâu mình làm sạch nha. Ớp một ít nước mắm nè, nước màu nè, tỏi phi nha, bột ngọt, bột niêm, ít đường nữa cả nhà ơi. Thì mình sẽ cắt thêm một vài miếng ớt nữa nha, mình ớp khoảng là chừng nửa tiếng nha. Bắt đầu mình lấy lên mình kho thôi. Cá kho thì ở xứ mình nhiều lắm, quê mình ở nước mặn nha. Cá nâu con nào nấy ú ú không cả nhà. Nếu mà mình mà ai mà từng ăn rồi ha, mình bảo đảm luôn, cá nâu mà kho là ta nói nhất luôn. Có thể là mình nấu canh chua nè, hoặc là mình nướng được luôn nha. Dạ cả nhà thấy hai con cá nâu không, nó ú hơn em nữa. Giờ đợi nó săn vô rồi mình bỏ thêm miếng nước nha. Em kho như cái kiểu là nó hơi lạc lạc mà có nước nhiều á, để một hồi mình chấm với rau muống xào tỏi nha cả nhà. Wow, bắt đầu cả nhà thấy đói bụng chưa? Em chứ em nấu mà em tới cái công đoạn này bắt đầu là cái bụng em nó réo gọi tên luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên, bỏ dầu vô. Thì xào thêm một ít rau muống nữa. Em thì em thuộc cái tem là em rất là mê tỏi luôn. Em làm cái món gì ta nói cũng tỏi ngút ngàn hết, tỏi nhóc, tỏi nhiều tỏi luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình bỏ rau muống vô nữa nha. Xèo 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 luôn. Rau muống thì mình không có trụng trước, mình bỏ vô vậy mình xào với lửa cao luôn á cả nhà. Cái nó sẽ xanh nha, nó xanh mình nêm thêm một ít bột ngọt nè, một nêm cái nữa là xong nè cả nhà. Thì mình xào rau muống phải nói là nhanh cực kỳ luôn, em xào chắc cả 5 phút là xong, mà không biết tới 5 phút không. Nói thì nói vậy đó chứ đảo liên tục nha cả nhà. Để không là nó sẽ chín không có đều mà nó sẽ bị đen đen rau muống luôn ạ. Dạ mời cả nhà ăn cơm với em nha. Cả nhà ơi thì ăn cơm vậy thôi. Ngày hôm nay bên em ăn cơm rất là đơn giản luôn. Em ăn cơm sáng nay là lấy sức để mình chịu đi cài tiếp. Một ngày của em là vậy. Nếu mà không có đi làm ca chiều thì mình sẽ sáng nấu cơm ăn trưa cơm. Còn mà mình đi làm ca tối, mình đi làm ca ngày thì chiều có thể là ăn bụi nè, hoặc là về mình nấu cơm như qua lo, như kiểu là trứng chiên hay cá mồi vậy đó. Mà phải nói là cá nâu nó kho mà mình bỏ thêm gốc hành nữa cả nhà, chan vô miếng cơm cháy nữa ha. Cơm cháy thì mình nấu mà bằng nước cốt, nước chắc cơm như thế này nè, cơm cháy nó giòn mà nó ngon nữa cả nhà. Thường là người ta ăn cái cơm cháy với kho quẹt nha, em thì em ăn cơm cháy với nước cá kho. Cá nâu này, cá nâu nhà cho nên nó thịt nó chắc mà nó dẻ mà nó ngọt nữa cả nhà, có cái hương vị riêng nữa nha. Nếu mà có dịp nào đó thì cả nhà mình ơi, em sẽ làm món cá nâu nướng nướng chui cho mình ăn nha. Thì cá nâu mình để vậy là mình nướng lên, mình chấm thêm nước mắm me nữa, là phải nói là ngon nhất cái nách luôn. Mời cả nhà ăn cơm với em nha cả nhà. Thì bữa cơm em ngày hôm nay đơn giản như thôi ạ. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video em nha. Nếu mà thích em thì mình có thể mình tương tác với em nha cả nhà, cũng như là mình để lại bình luận giùm em ạ. Và em cảm ơn cả nhà mình nha.